Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Duy Hải lộ diện hung thủ ở Bưu điện Cầu Voi. Đến nay thì những mấu chốt của vụ án Bưu điện Cầu Voi đã hé lộ mặc dù 12 năm đã trôi qua, tưởng chừng như mọi thứ đã bị xóa nhòa. Phát hiện mới nhất nhưng vẫn nhờ những bút lục cũ mà không hiểu vì sao đã bị mất hay bị cố tình che giấu đi khiến cho luật sư không thể tiếp cận. Thực ra, 3 năm sau đó, luật sư Trần Hồng Phong đã tiếp cận được một đầu mối, đó là Đinh Vũ Thường, để xác tín được rằng Đinh Vũ Thường không hề nhận diện người thanh niên trong bưu điện là Hồ Duy Hải. Một sự thật trái ngược với khẳng định của cáo trạng là Đinh Vũ Thường đã thấy Hải trong bưu điện này. Chỉ một chi tiết này thôi cũng đủ khiến cơ quan tố tụng phải bị khởi tố vì đã làm sai lệch hồ sơ vụ án. Chưa kể về việc hàng loạt chứng cứ quan trọng khác đều in dấu vết của hung thủ cũng biến mất, nhưng cả hệ thống tư pháp từ sơ thẩm đến cấp tối cao vẫn bỏ qua. Đây là hình ảnh cây xăng này ở vị trí đối diện và hơi xéo với điểm bán trái cây mà có 2 camera ở vị trí điểm màu tím. Chính nhờ 2 camera này mà xác định được thời điểm 21:00 thì nữ nhân viên tên là Vân mới có mặt để mua trái cây. Xa nữa là những nhân chứng Đinh Văn Còi, Lê Thanh Trí với lời khai nhận dạng một người thanh niên khác hẳn với Hồ Duy Hải, và những bút lục này đã bị biến mất. Luật sư không thể đọc được những lời khai ấy để bào chữa cho Hồ Duy Hải. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng không được đọc. Đó là lời khai của Đinh Văn Còi, bút lục số 139, của Lê Thanh Trí, khai bút lục số 141. Ngoài ra, nhờ camera của cây xăng vào 21:00 mà có thể suy đoán được nữ nạn nhân tên là Vân sau lúc ấy mới đến mua trái cây và quay lại bưu điện Cầu Voi sau đó chừng 3 đến 5 phút. Như vậy thì thời gian ấy gây án đã bị trễ đi ít nhất là nửa tiếng đồng hồ, và điểm mấu chốt này khiến cho bản chất của vụ án thay đổi hoàn toàn, không như 17 vị thẩm phán ở Tòa án Nhân dân tối cao đã kết luận. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Trương Châu Hữu Danh viết cụ thể như sau. Vụ án bưu điện Cầu Voi, khi Vân đi mua trái cây ở chỗ chị Ngân, tức là cách camera cây xăng Cầu Voi khoảng 50 m, thì anh Long, chồng chị Ngân, đang đi ra để qua cây xăng đổi ca. Anh này thì làm nhân viên ở cây xăng. Công an Long An vào ngày 15 tháng 1 năm 2008 đã trích xuất camera bút lục số 262, ghi nhận anh Long bước vào khung hình là 21:01, tức là lúc đó Vân đang mua trái cây. Như vậy, sớm nhất là 20:04 Vân mới quay lại bưu điện. Nghĩa là thời gian gây án không phải trong khung giờ 20:30. Án truy xét bắt buộc phải xác định giờ chết của nạn nhân. Tuy nhiên, cho đến nay, trải qua gần 13 năm, chưa có một cơ quan nào xác định giờ chết của nạn nhân, vì tất cả các bút lục đều bỏ trống giờ chết. Và vẫn khăng khăng quan điểm là 20:30 Vân đi mua trái cây thì Hải ở nhà giết Hồng. Trong khi camera ghi nhận 21:01 Vân mới đi mua trái cây. Nếu bút lục số 262 này được sử dụng, sẽ xô đổ mọi lập luận của 17 vị quan tòa để tử hình Hồ Duy Hải. Bất ngờ là bút lục này đang nằm ở Củ Chi. Hiện giờ hồ sơ của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn thiếu bút lục số 262. Tôi sẽ đi lấy bút lục này về vì nó đủ để mở ra một vụ án mới, là vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp. Chính vì 17 quan tòa hời hợt khi xem hồ sơ có các bút lục nhảy cóc mà bản án giám đốc thẩm vừa qua đã không thể làm rõ bản chất của vụ án. Tôi nghĩ khởi tố một vụ án mới làm cho rõ các điểm mờ là cách để 17 quan tòa có thể rửa mặt mà ngước mặt nhìn trời. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh đã đưa ra kết luận như vậy. Đây là hình ảnh so sánh lời khai của nhân chứng Đinh Văn Thường, ghi rằng anh không nhận dạng được người thanh niên tại bưu điện Cầu Voi và không được mời tham dự phiên tòa, trong khi cáo trạng ghi rằng anh Đinh Vũ Thường phát hiện thấy bị can Hải đang ngồi trong bưu điện Thủ Thừa, tức bưu điện Cầu Voi. Như vậy, cáo trạng này đã tùy tiện bóp méo lời khai của nhân chứng. Một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ Hà Nội đã gửi cho tờ Thời báo.de lời bình luận với tựa đề "Cú tát của Nguyễn Hòa Bình vào mặt Đảng" với nội dung như sau. Vụ xét xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải đã gây ra sự đối đầu chưa từng có giữa Viện Kiểm soát và Tòa án Nhân dân tối cao. Việc hai bên sử dụng mọi loại phương tiện truyền thông, từ phát biểu đến dùng báo lề phải và mạng xã hội để thanh minh, đổ lỗi cho nhau, thậm chí là quy chụp cho cả đại biểu Quốc hội, là không hiểu biết, phát ngôn làm rối dư luận. và cuộc đấu khẩu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm cho mọi người không đặt câu hỏi rằng vậy Đảng ở đâu mà để hai cơ quan tư pháp cãi nhau như chó ăn vạ mắm thế này? Ông Trọng có biết hay không? Câu hỏi được đặt ra. Và ông Trần Quốc Vượng là thường trực Ban Bí thư có biết hay không? Và đã có chỉ đạo như thế nào? Ban Nội chính Trung ương, ông Phan Đình Trạc là cơ quan cầm cân nảy mực của khối nội chính có chỉ đạo như thế nào? Cũng là câu hỏi được vị này đặt ra. Và để hai cơ quan tư pháp quan trọng nhất của quốc gia cãi nhau đúng sai phải trái thế nào chưa biết, nhưng đã làm tổn hại đến uy tín, uy lực và uy quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rõ ràng đã có sự buông lỏng, sự lãnh đạo của Đảng, mà rõ nhất ở đây là Ban Bí thư và Ban Nội chính Trung ương. Và một điều không thể không nói, đó là ông Nguyễn Hòa Bình đã quá tự tin và chỉ tin vào kết quả điều tra của công an mà phớt lờ kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, phớt lờ cả ông Trần Quốc Vượng và Phan Đình Trạc. Rõ ràng là ông Bình đã vả vào mặt Đảng. Đảng viên Nguyễn Phúc Tuệ từ Hà Nội đã gửi thông tin như vậy cho tờ Thời báo về cảm nhận của mình. Trên trang báo sạch, nhà báo Trung Bảo cũng đưa ra những nhận định mới nhất về hung thủ với tựa đề "Người thanh niên trong đêm xảy ra thảm án là ai?". Đây là hình ảnh chữ ký của nhân chứng Đinh Văn Còi trong biên bản bút lục số 139 này đã biến mất trong hồ sơ vụ án, khiến luật sư và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao không thể tiếp cận và nhận định, nhưng nay đã được tiết lộ. Nhà báo Trung Bảo viết như sau: trong suốt hơn 10 năm theo đuổi vụ kiện Bưu cục Cầu Voi để bảo vệ cho bị án Hồ Duy Hải, tưởng đã đọc hết các hồ sơ vụ án, nhưng luật sư Trần Hồng Phong chưa bao giờ nghe đến cái tên Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí. Không có bất kỳ trang hồ sơ nào nhắc đến hai nhân vật này. Hai nhân vật này đột ngột xuất hiện một cách bí hiểm trong vai nhân chứng với lời khai về đêm xảy ra thảm án. Theo đó, cả hai đều đã nhìn thấy một thanh niên ngồi với hai nạn nhân trong bưu cục trong khoảng thời gian từ 19h40 cho đến 20 giờ. Hơn 12 năm trước, Đinh Văn Còi là thiếu tá phòng cảnh sát cơ động, bảo vệ, hỗ trợ tư pháp PCI2 thuộc Công an tỉnh Long An. Đêm 13 tháng 1 năm 2008, Còi và Trí trước khi đến bưu cục Cầu Voi mua các điện thoại đã ăn cháo vịt tại Cầu Ván, một địa điểm cách bưu cục khoảng 2,6 km. Theo biên bản lời khai của Còi, cả hai rời khỏi quán cháo vịt vào lúc 19h30. Cả hai đến bưu cục này vào khoảng 19h40 bằng xe máy. Tại bưu cục, cả Trí và Còi đều khai nhìn thấy một thanh niên ngồi bên cạnh nạn nhân Hồng trên ghế salon sau quầy giao dịch. Nạn nhân là Vân, là người bán các điện thoại cho Còi và Trí. Mô tả với cơ quan điều tra, Trí cho biết có nhìn thấy một thanh niên tuổi từ 30 đến 35, tóc gọn, mặt tròn, mặc áo thun màu vàng sậm, ngắn tay. Nhân chứng Còi cũng cho biết có nhìn thấy một thanh niên khoảng 28 đến 30 tuổi, người hơi mập, nước da trắng, mặt tròn, tóc hơi rợn, mặc áo thun cổ màu vàng nhạt, ngắn tay. Vậy là từ lời khai của hai nhân chứng này có thể thấy những điểm tương đồng là thanh niên mặt tròn, tóc ngắn, mặc áo thun, ngắn tay có màu vàng. Thanh niên này xuất hiện ở bưu cục Cầu Voi trong khoảng thời gian được cho là hung thủ Hồ Duy Hải có mặt ở đây để gây án. Và cả hai lời khai này đều được thực hiện vào ngày 15 tháng 1 năm 2008, chỉ 2 ngày sau khi thảm án xảy ra, khi đó chưa xác định đối tượng là Hồ Duy Hải. Đây là hình ảnh lối đi lên của bưu điện Cầu Voi được khóa kín vào sáng hôm sau 14 tháng 1 năm 2008. Và ai đã khóa ổ khóa này, dấu vân tay trên đó là của ai, ai đã có mặt ở trên đó khoảng 21 giờ đêm hôm trước. Những câu hỏi này đã không được cơ quan điều tra xác định và 17 vị thẩm phán tối cao của Tòa án Nhân dân tại Hà Nội cũng không muốn quan tâm. Thế nhưng, đến khi vào cáo trạng, tức là số 97 DQ KSDT vào ngày 11 tháng 10 2008, thì Hồ Duy Hải bị buộc tội giết hai nạn nhân bởi lời khai của nhân chứng duy nhất là Đinh Vũ Thường. Bản cáo trạng viết như sau: nhân chứng Đinh Vũ Thường phát hiện thấy Hồ Duy Hải ngồi trong ghế tại bưu điện lúc 19h39. Thậm chí trong cáo trạng này còn viết sai trầm trọng phù hợp với lời khai của Đinh Vũ Thường, người gọi điện thoại, cuộc gọi cuối cùng cho bị can. Thường và Hải chưa bao giờ biết nhau trước đó thì làm sao Thường gọi cho bị can được? Đây cũng là một câu hỏi đặt ra. Trong một bản viết tay của Đinh Vũ Thường cho luật sư Trần Hồng Phong, người này viết như sau: tôi không khẳng định nhận dạng được người thanh niên mà tôi thấy tối hôm 13 tháng 1 năm 2008 tại bưu điện Cầu Voi. Đinh Vũ Thường cũng xác nhận không hề được mời tham dự tòa trong tư cách nhân chứng. Bản viết tay này được viết vào ngày 7 tháng 1 năm 2011. Theo các hồ sơ của vụ án, Hồ Duy Hải mặc áo thun sọc xanh để tóc hai mái và lúc đó Hải chỉ mới là một thanh niên có 23 tuổi mà thôi. Cũng theo các hồ sơ của vụ án, không hề có bất kỳ lời khai nào của hai nhân chứng Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí được đưa vào. Dù những lời khai này đã được đánh số bút lục, tức là đã trở thành hồ sơ điều tra. Lời khai của Đinh Vũ Thường bị mông má để buộc tội Hồ Duy Hải được sử dụng là lời khai nhân chứng duy nhất tại mọi phiên tòa dù không được mời có mặt. Lời khai của hai nhân chứng khác không trùng với nhận dạng của Hồ Duy Hải được lấy lập tức sau khi án mạng xảy ra lại bị âm thầm rút khỏi hồ sơ vụ án. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như các chánh án của phiên tòa giám đốc thẩm biết rằng đã có những lời khai với nội dung khác hoàn toàn với cáo trạng nhưng không được đưa vào kết luận điều tra? Vụ án năm xưa đang dần sáng tỏ khi càng lúc càng nhiều tình tiết, hình ảnh chưa từng xuất hiện nay được những người giấu mặt gửi đến cho công chúng. Một trong những yếu tố kết tội Hồ Duy Hải đó là căn cứ vào lời khai của nhân chứng về việc nhìn thấy một thanh niên có mặt ở bưu điện Cầu Voi vào khoảng thời gian 19h30 đến 20h30. Đó là lời khai của nhân chứng Đinh Vũ Thường và lời khai của người bán trái cây Nguyễn Thị Bích Ngân về thời gian mua trái cây của nạn nhân Vân. Đây là hình ảnh hiện trường vụ án với những nhân vật xoay quanh bưu điện Cầu Voi, sát phía trước có chốt dân phòng và điểm bán trái cây cách đó chỉ có 150 mét. Không cần nhắc lại lời khai của Đinh Vũ Thường vì sau đó nhân chứng này cũng đã xác nhận với luật sư Trần Hồng Phong, bào chữa cho Hồ Duy Hải, việc chỉ nhìn thấy một thanh niên chứ không nhìn thấy Hồ Duy Hải như kết luận điều tra nêu và cũng không nhớ được bảng số xe Dream dựng trước bưu cục. Một tình tiết mới mà chúng tôi vừa tìm ra đó là thời gian mua trái cây của nạn nhân Vân không giống những gì đã kết luận điều tra nêu lên. Người bán trái cây Nguyễn Thị Bích Ngân có chồng là Nguyễn Thanh Long, là nhân viên của cây xăng Cầu Voi. Cây xăng này cách điểm bán trái cây đồng thời là nhà của Ngân Long khoảng 50 mét. Vào đêm xảy ra án mạng ngày 13 tháng 1, Long có mặt khi vợ bán trái cây cho Vân rồi rời quầy trái cây đi bộ đến cây xăng. Tại cây xăng có camera được lắp đặt ghi hình lại sự việc có mặt của Long vào lúc 21h01. Nhắc lại, khoảng cách từ quầy trái cây đến cây xăng chỉ khoảng 50 mét. Theo kết luận của cơ quan điều tra, Vân đi mua trái cây vào lúc 20h30. Theo thử nghiệm thực tế của chúng tôi về quãng đường từ bưu điện Cầu Voi đến điểm mua trái cây, cả đi lẫn về và thời gian giao dịch ước chừng mất khoảng 7 phút. Thử nghiệm đó được livestream cho tất cả bạn đọc theo dõi. Việc nạn nhân Vân đi mua trái cây vào lúc 21 giờ phù hợp với suy đoán của chúng tôi vì hiện trường có sợi mì gói và cơm rơi vãi, thức ăn trong dạ dày nạn nhân đã tiêu hóa gần hết. Cho thấy việc một người ở nhà nấu mì ăn khuya còn một người đi mua trái cây tráng miệng là phù hợp với diễn biến thời gian. Xin lưu ý, đây là suy đoán của Báo Sạch. Hồ Duy Hải đã bị bắt và kết tội giết hai nạn nhân ở bưu điện Cầu Voi vì có nhân chứng nhìn thấy một thanh niên có mặt tại hiện trường trong khoảng thời gian từ 19h30 cho đến 20h30 và các nghi can khác có bằng chứng ngoại phạm trong khoảng thời gian đó, còn Hải thì không. Vậy nếu có những lời khai khác nhận diện một thanh niên với vẻ bề ngoài và tuổi tác chênh lệch với Hải và những lời khai đó chưa bao giờ được xuất hiện trong các tài liệu điều tra, điều ấy sẽ khiến vụ án đi về đâu cũng là một câu hỏi được đặt ra. Và thông tin cho biết đoàn giám sát của Ủy ban Quốc hội về vụ án Hồ Duy Hải đã phát hiện điều gì trong vụ án này? Đây là hình ảnh nhà báo Trần Đình Thu với bản báo cáo dài 12 trang của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga về vụ án Hồ Duy Hải. Nhà báo Trần Đình Thu đã tóm tắt bản báo cáo dài 12 trang của Ủy ban Quốc hội như sau. Báo cáo được cập nhật vào ngày 10 tháng 2 năm 2015 do đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga chấp bút. Bà Nga khi ấy là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Phó trưởng đoàn giám sát về tình hình oan sai và việc bồi thường cho người bị oan sai, thành viên tổ nghiên cứu vụ án Hồ Duy Hải. Báo cáo này kết luận hai vấn đề như sau. Việc tòa án sơ thẩm và phúc thẩm kết tội Hồ Duy Hải là chưa đủ cơ sở vững chắc, đã có đầy đủ căn cứ để giám đốc thẩm vụ án này. Mặc dù vậy, đến hơn 5 năm sau, tính từ ngày báo cáo được viết là ngày 10 tháng 2 năm 2015, thì vụ án này mới được xem xét giám đốc thẩm và bị 17 vị thẩm phán tuyên án tử hình. Vì lẽ gì vụ việc bị ngâm lâu như vậy? Số phận một con người bị bỏ quên trong lao tù một cách vô cảm từ năm này qua năm khác như vậy. Một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài ai cũng biết và điều đó, nhưng vì sao câu chuyện này vẫn xảy ra? Báo cáo cho biết, trong khi biên bản khám nghiệm hiện trường mô tả đầy đủ các vật như tấm thớt, chiếc ghế và ghi rõ là chúng có dính máu nhưng lại không thu giữ chúng là điều vô cùng khó tin. Bởi vì việc thu giữ các vật này không chỉ được dạy trong các trường đào tạo nghiệp vụ công an, mà luật cũng quy định rất rõ, không thể không biết. Ở đây, đồ vật không những không nằm cạnh xác nạn nhân, mà còn dính máu nữa, mà không thu giữ thì không biết nói sao luôn. Tại phiên tòa giám đốc thẩm vừa qua, Công an Long An lý giải là đến khi bắt Hải thì mới biết tấm thớt là hung khí thì đã muộn. Luật nào quy định phải là hung khí thì mới thu giữ? Câu hỏi cũng được đặt ra. Lời biện bạch này lại được ông Nguyễn Hòa Bình và 16 vị thẩm phán nào cũng tiến sĩ luật chấp nhận thì tôi nể các vị quá. Tôi tin rằng tấm thớt đã được thu giữ nhưng nó đã bị hủy đi. Nhà báo Trần Đình Thu đã nhận định như vậy. Về các loại tang vật nữ trang khác là dây chuyền, bông tai và lắc đeo tay cũng không thu giữ được. Và báo cáo giám sát khẳng định luôn là không có bất kỳ lời khai của nhân chứng nào nói là họ đi mua của Hải cả nhé. Chiếc điện thoại cũng tương tự là không có tang vật và không có ai xác nhận mua bán gì cả. Về sim card cũng không có tang vật, cũng như không tìm ra đống tro chứng tỏ Hải đã đốt. Như vậy là hoàn toàn không có cái cớ gì cả. Và cơ quan điều tra chỉ ra vài cái cửa hàng rồi ghi địa chỉ vào đó là xong và bảo Hải đến đó bán, nhưng hoàn toàn là một con số không. Nên ai đã quy tội cho Hải đã bán tang vật nơi này nơi kia như thật cần đính chính lại. Và tóm lại, không có bóng dáng các tang vật, nhóm tài sản, không ai xác nhận mua bán gì cả, tất cả đều là ảo. Nhà báo Trần Đình Thu đã kết luận như vậy trong nhận định của mình. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2020 với bản tin Vụ Hồ Duy Hải lộ diện hung thủ ở Bưu điện Cầu Voi. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de